tăng doanh số thì phải tăng được điều này. Chào mừng các bạn đến với video rất tuyệt vời của tôi. Và ngày hôm nay thì tôi xin được chia sẻ với các bạn một cái công thức, một cái bí mật giúp cho các bạn hiểu được làm thế nào để gia tăng được doanh số. Theo cái quan điểm của tôi thì nó vô cùng dễ dàng thực hiện, nhưng với các bạn có thể chưa có trải nghiệm qua những cái điều này nên là có thể các bạn chưa dám làm. Ngày hôm nay với cái hy vọng là những cái chia sẻ của tôi giúp cho các bạn có thể có được những cái nhìn tốt hơn, một cách làm tốt hơn, hành động để các bạn có thể tạo được ra doanh thu nhanh hơn, hiệu quả hơn. Công thức này nó không chỉ giúp cho chúng ta có thể đem lại được doanh thu mà chúng ta đem lại được một số lượng khách hàng tiềm năng rất là lớn. Có khách hàng tiềm năng lớn thì đó là điều đặc biệt vô cùng đối với lại mỗi nhà thuốc, không phải ai cũng làm được, ai cũng hành động luôn. Có những bạn sẽ hỏi rằng tại sao dễ làm mà người ta lại không làm, đúng không ạ? Các bạn có thể có được kiến thức để mình làm được ngay, thì trong cái buổi ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một bí mật, đó là tạo ra một sản phẩm không đồng cho nhà thuốc nhằm thu hút được khách hàng tiềm năng, gia tăng được doanh số và tăng được cái tỷ lệ lập lại rất là dễ áp dụng. Nhưng tại sao người ta lại không làm sản phẩm không đồng? Không phải là các bạn tặng quà khuyến mại mà các bạn gọi đó là sản phẩm không đồng. Sản phẩm không đồng tức là người ta mua hay là người ta không mua thì người ta vẫn được nhận cái sản phẩm đấy. Thì đó mới là sản phẩm không đồng. Nếu như sản phẩm của các bạn không đồng mà các bạn chỉ tính là sản phẩm để các bạn khuyến mại cho người ta, cho người khác, cái khuyến mại với mặt hàng khác thì đó không được gọi là sản phẩm không đồng. Sản phẩm không đồng ở đây được hiểu rằng khi một sản phẩm không đồng, tức là người ta không mua vẫn nhận được sản phẩm đó. Thế thì nhiều anh chị cứ nghĩ rằng là khi mà chúng ta tặng cho họ ấy một sản phẩm, ví dụ như là đến với nhà thuốc của tôi mua 2 tặng 1 thì sản phẩm mà tặng đấy là sản phẩm không đồng. Sản phẩm có thể người ta đến người ta không mua, hay người ta mua sử dụng hay không sử dụng dịch vụ của các bạn thì người ta đều có thể nhận được cái sản phẩm không đồng này. Khi tôi bước vào kinh doanh, tôi rất là sợ cho đi những cái sản phẩm miễn phí phải có giá trị cao, nhưng mà khách hàng lại không nhận được cái giá trị mà tôi miễn phí cho họ. Hầu như là các bạn thường sẽ nghĩ là mình tặng quà là sản phẩm mình kèm với khuyến mại là không đồng, nhưng mà không, sản phẩm không đồng tức là sản phẩm khách hàng mua của nhà bạn hay là không mua của nhà bạn thì đều có thể nhận được. Người ta cứ đến là bạn sẽ tặng cho người ta. Có 2 loại sản phẩm, đó là sản phẩm vật lý và sản phẩm thông tin. Các bạn tạo ra sản phẩm vật lý cũng được, mà các bạn tạo ra sản phẩm thông tin cũng được. Một cái ưu thế, một cái sản phẩm đều cho chúng ta một cái lợi thế khác nhau. Sản phẩm thông tin thì đầu tư ban đầu trên một sản phẩm thì lớn. Sản phẩm vật lý, thông tin thì sẽ tiết kiệm và tiếp cận được nhiều khách hàng. Còn sản phẩm vật lý thì việc mà vận chuyển và chế tạo ra sản phẩm sẽ tốn nhiều hơn, cái phương thức vận chuyển lâu hơn và khách hàng tiếp cận đến khó hơn. Nó không phổ rộng được nên là sẽ khó hơn. Nhưng mà nếu anh chị làm kinh doanh mà chúng ta đang bán hàng online thì chúng ta phải thiết kế ra một cái sản phẩm có giá trị cao. Có giá trị cao và sản phẩm đó phải hoàn toàn miễn phí. Nếu như các bạn biết đến tôi thì các bạn hẳn còn nhớ rằng tất cả những cái chương trình đều là đến nhận quà miễn phí. Và gần đây nhất là Noel, cái chương trình Noel đúng không ạ? Đến nhận quà thả ga. Thì đây là một cái thông điệp mình truyền thông, mình gửi tới khách hàng mà khiến cho khách hàng họ đến lại với lại nhà thuốc của mình. Còn nếu như các bạn đang làm kinh doanh, sản phẩm của các bạn miễn phí mà không ai đến thì các bạn hình dung ra rằng là sản phẩm hoặc là dịch vụ của các bạn có cho không có người lấy thì làm sao mà mình bán được hàng, đúng không ạ? Nếu như mà mình cho mà chẳng còn ai lấy thì làm sao mà mình bán được hàng? Đó là cách thức mà chúng ta phải thiết kế ra sản phẩm miễn phí dành cho khách hàng của chúng ta. Ở đây thì tôi chế tạo ra rất nhiều những cái sản phẩm miễn phí khác nhau dựa vào các cái khách hàng khác nhau, dựa vào nhóm khách hàng tiềm năng mà mình hướng đến và đối tượng khách hàng nào để mình có thể thu hút được
đối tượng khách hàng tiềm năng đó. Ví dụ như là người già thì mình thu hút đối tượng người già đấy bằng những cái thực phẩm bổ não, rồi bằng những cái canxi, rồi sản phẩm xương khớp, rồi có thể là bằng sữa. Rất nhiều những cái sản phẩm để mình có thể thu hút được. Sau khi mà mình thu hút được họ rồi, họ đến, thì có phải là chúng ta rất sợ việc mà chúng ta mất sản phẩm, hoặc là người ta đến người ta lấy quà nhiều. Làm sao chúng ta có thể tung ra những cái sản phẩm này mà không lỗ được, không lỗ được mà lại còn thu lại được rất nhiều khách hàng tiềm năng, thu lại được rất nhiều khách hàng trung thành với lại nhà thuốc. Và đây cũng là nội dung chính mà tôi muốn gửi tới các bạn trong cái video ngày hôm nay. Nếu mà các bạn thấy những cái kiến thức hữu ích và thấy những cái chiến lược mà tôi đã áp dụng với lại hệ thống nhà thuốc của tôi, thì hãy để comment phần bên dưới và hãy đăng ký kênh của tôi để tôi có thể chia sẻ thêm nhiều những cái kiến thức quan trọng nữa, những cái chiến lược mà tôi đã trải nghiệm, tôi đã áp dụng với lại hệ thống nhà thuốc của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.